Happy Father's Day, everyone. My name is Arya Lang Phuong Pham, and on today's June 16th Vietnamese-American television program, it will be split into two parts. The first part is Jia Washington, D.C. with Tan Chup and special guest from Japan, Do Thong Mun. The second part is a special report coming all the way from Taiwan by Vo Thanh Nhung. This coverage is about Taichung, an industrial city near the Formosa Plastics Factory, which has been facing file suits by Vietnamese victims affected by the factory's toxic waste. Thanh Trúc kính chào và xin mời quý vị trở lại cùng chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc cùng với vị khách mời là học giả Đỗ Thông Minh. Và Thanh Trúc cũng xin phép là để được tiếp tục cái câu chuyện về Biển Đông liên quan đến Việt Nam. Thưa học giả Đỗ Thông Minh, như thế này, như ở trong chương trình trước thì anh Đỗ Thông Minh cũng đồng ý là Biển Đông chẳng bao giờ mà không dậy sóng hết. Nếu mà nó yên lặng một lúc nào đó thì nó lại dậy sóng, có khi liên tục, có khi dồn dập nữa. Và nó làm cho mọi người đều chú tâm mà theo dõi. Thì thưa, trong lúc mà Trung Quốc cứ muốn một mực coi Biển Đông là ao nhà của họ và họ ngang nhiên, và họ còn muốn có cái gọi là cấm lưu thông ở trên Biển Đông như là một cái hải lộ quan trọng đó, mà Mỹ thì nhất quyết là phải bảo vệ cái tự do hàng hải trên đó. Thì ngoài Hoa Kỳ ra đó, với một cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ là đệ nhất rồi, không có thể nói được nhất thế giới rồi, thì là chúng ta còn thấy là có liên quan tới những cái đất nước khác. Thí dụ như là trong cái vụ tranh chấp đây Philippines, rồi trong khi đó là hải quân của Australia cũng là hùng hậu không kém. Cũng, và có Nhật Bản nữa, đừng quên là cả Nhật Bản nữa. Thì trước cái tình hình đó thì học giả Đỗ Thông Minh có thêm nhiều cái phân tích nào không? Chúng tôi xin được phép trình bày sơ cái tình hình Biển Đông một chút. Như chúng ta biết rằng là từ thời Thượng Giới Thạch thì nước Tàu đã có cái tham vọng vẽ cái đường lưỡi bò. Lúc đầu nó là 11 gạch. Nhưng mà ngày xưa nó chỉ trong nội bộ nước Tàu cho nên dư luận ít có để ý. Về sau này bắt đầu nó phổ biến rộng ra ngoài thì chúng ta thấy. Và sau đó họ bỏ hai cái gạch đầu tiên đâm vào cái vịnh Bắc Bộ. Bởi vì khi ký cái hiệp định Bắc Bộ đó thì nó có chia. Cho nên nó chỉ còn có 9 đường mà chúng ta gọi nôm na đó là đường lưỡi bò. Thế thì bây giờ với cái sự bành trướng của nước Tàu như vậy đó, thì cái tình hình Biển Đông, những cái thế lực xung quanh nó như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ sau khi rút khỏi chiến tranh Việt Nam, rút cả căn cứ Clark và Subic Bay ở Philippines, thì bây giờ Hoa Kỳ đã trở lại. Từ thời Tổng thống Obama đã tuyên bố là đưa 60% lực lượng qua Tây Thái Bình Dương, và tới thời Tổng thống Donald Trump thì lại nhấn mạnh tiếp tục. Và ngân sách quốc phòng như quý vị thấy là năm nay nó là trên 720 tỷ đô la của Hoa Kỳ, cho nên họ sẽ tăng cường cái lực lượng ở đây và thường xuyên, như là chị Thanh Trúc cũng đã nói, tàu chiến cũng như máy bay Mỹ là làng vàng ở trong đây. Thì đó là một số vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng để ý rằng là cái vai trò ngoài nước Mỹ mà ai cũng đã biết, thì còn có một đồng minh thân cận của Mỹ là Nhật Bản, rồi Úc, rồi chưa kể là Nam Triều Tiên và một số trường hợp nước khác đồng minh xa xa như là Nam Dương, như là Thái Lan, vân vân. Thành ra thưa quý vị là đối với lại tàu á, thì chúng ta gọi họ là đường lưỡi bò, nhưng mà tàu coi như là nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt thì gọi cái đường bao vây của Mỹ là đường lưỡi liềm. Ở đây thì lưỡi bò với lưỡi liềm đụng nhau. Thêm một cái điểm nữa là như năm ngoái, năm 2018, thì chúng ta thấy lần đầu tiên Hoa Kỳ không gọi là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương nữa mà là Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, là Hoa Kỳ đã kéo Ấn Độ vào. Thế thì thưa quý vị là Ấn Độ đó thì so với tàu có thể nói là một bên 10, bên 5 đi, cho là như vậy đi. Thế nhưng mà dân số của Ấn Độ trong vòng chừng 10 năm nữa sẽ là đông nhất thế giới chứ không còn là tàu nữa. Và ngày xưa thì Ấn Độ là thân Nga, cái gì cũng Nga hết. Nhưng mà từ thời Tổng thống Bush bắt đầu kéo Ấn Độ về phía mình. Thành ra bây giờ là Ấn Độ mua vũ khí của Mỹ luôn. Nhưng cái quan trọng nhất là Ấn Độ và Việt Nam đã có một cái thân tình mức độ nào đó từ thời Tổng thống Thủ tướng Nehru với lại Hồ Chí Minh ngày xưa. Cho nên rằng là bây giờ phía Việt Nam cũng kéo Ấn Độ vào. Như chúng ta thấy hải quân và kể cả một số vấn đề hỏa tiễn thì có thể là Việt Nam sẽ mua lại của Ấn Độ. Và cái quan trọng nhất là cho Ấn Độ khai thác dầu. Tại vì khi họ có phần ở cái vùng đó thì họ cũng có ít nhiều cái nghĩa vụ đồng minh và bảo vệ cái vùng đó. Thì thưa với quý vị rằng là đó là cái thế mà chúng tôi gọi là cái trục ngang. Trong khi cái đường lưỡi bò nó kéo xuống thì đây cái trục ngang, đặc biệt là Mỹ thì gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, chúng tôi ví nó như một thanh gươm
một thanh gươm thần cắt ngang cái đường lưỡi bò. Bởi vì chỉ có Hoa Kỳ mới có cái sự hiện diện và có thể kéo đồng minh và có thể ngăn chặn được nước tàu mà thôi, bành trướng của tàu mà thôi. Chứ Nhật Bản, Úc hay Ấn Độ không thì cũng không đủ sức làm. Thành ra chúng tôi như chúng tôi có trình bày, đây là một cái thế chiến lược rất là thuận lợi cho Việt Nam chúng ta trong lúc này để phần nào thoát chung, thoát cái sự chi phối. Tuy nhiên chúng ta làm sao phải tăng được cái tiềm năng của mình lên. Thế thì thưa quý vị, với những cái động thái như vậy đó, thì cái tình hình Biển Đông đó, giả thiết thôi, chiến tranh có thể nó lên từ từ, từng lớp từng lớp. Cái đơn giản nhất là tàu ép nhau, bởi vì anh nào cũng sợ mang tiếng nổ súng trước, mang tiếng là coi như là háo chiến vân vân. Thế nhưng mà đôi khi tàu ép nhau nhưng mà lỡ tàu chìm sao? Thành ra bây giờ lệnh nguyên tắc là không được nổ súng trước, nhưng mà tàu tôi chìm, đồng đội tôi chết, tôi cũng chết, thì giờ nó trời kêu cũng không có cản được, đúng không? Lính nó có thể nó bắn. Thành ra vì vậy cho nên cái chuyện mà nổ súng đó, có thể nó là ngoài ý muốn, tạm coi là như vậy đi. Nhưng mà nếu mà không khéo thì nó bùng tiếp, còn nếu khéo thì phải dịu xuống. Bên nào cũng nói là bên kia có lỗi, nhưng mà nó xuống nhưng mà rút kinh nghiệm lần sau. Tôi lấy thí dụ thôi, bây giờ mình đi 2-3 tàu thằng nghĩa là ăn hiếp, lần sau mình đi đông hơn, tức là bên nào cũng chuẩn bị đối phó một cái tình huống nó có thể xấu hơn. Thành ra tôi giả thiết thôi, nó cứ leo thang tới một lúc mà không ngăn cản nổi. Đây là cái chuyện không phải là mong muốn nhưng mà giả thiết thôi. Thì thưa quý vị, nếu chiến tranh xảy ra thì chuyện gì? Thì thưa quý vị là coi như hỏa tiễn và phi cơ vân vân, các cái lực lượng của tàu từ phía biển sẽ đánh vào bờ biển Việt Nam. Nước mình nó nhỏ hẹp dài lắm, hải quân, không quân, bộ binh của mình đều nằm dọc đó, kể cả một lô những cái nhà máy dép là những cái máy sản xuất vũ khí của mình, hầu hết cũng nằm ở đó. Cho nên là cả đất nước mình có thể là trở thành cái biển lửa dọc đó. Và đặc biệt là cái căn cứ Cam Ranh, thì bây giờ nó có thêm một cái cảng Cam Ranh quốc tế mà mở ra từ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Cộng sản Việt Nam đầu tư 100 triệu đô la mà mời các tàu buôn cũng như tàu chiến vào đó. Mục đích là gì? Kéo đồng minh. Nhà tôi bên cạnh có lô đồng minh đậu đó, thì anh tàu rất là khó tấn công. Thành ra ngoài cái yếu tố kinh tế thì còn dùng cái đó làm lá chắn đó. Và nếu chiến tranh xảy ra lớn á, thì chắc chắn là tàu sẽ huy động quân áp sát biên giới để uy hiếp, bắt buộc Việt Nam phải đối phó hai mặt. Còn đồng minh của tàu bây giờ là Lào, Campuchia thì cũng sẽ bình nước tàu. Thành ra mình chỉ còn chống cái mặt Nam thôi. Thì cái mặt Nam ở Phú Quốc đó, thì Cộng sản Việt Nam đã có cái lữ đoàn 950. Nhưng mà để chặn, nếu mà đánh nhau mà có yếu thế đó, thì đánh chặn những cái tàu buôn để uy hiếp tàu. Nhưng mà tàu thì nó cũng đã có cái đặc khu ở Sihanoukville, và đặc biệt ở ráp biên giới Thái Lan thì nó có cái khu Koh Kong. Koh Kong này nó thuê 99 năm, nó lập căn cứ ở đây. Thành ra tàu buôn cũng như tàu chiến nó sẽ khống chế phía Nam. Thành ra tổng quát là cái tình hình của mình thì nói chung là xung quanh cũng có nhiều vấn đề, cái chiến tranh tiềm ẩn. Và nếu chiến tranh xảy ra thì nước Mỹ làm cái gì? Theo như chúng tôi nghĩ, nước Mỹ sẽ la làng là ô nước tàu ỷ mạnh ăn ấy hiếu. Thành ra Mỹ sẽ la yêu cầu Liên Quốc, ít nhất là Tổng Thư ký ra nghị quyết. Cái quan trọng nhất là Mỹ sẽ cung cấp tin tình báo về lực lượng của tàu cho Cộng sản Việt Nam để tìm cách đối phó. Thứ ba nữa là nếu cần thì bán cho một số vũ khí cấp thời để ứng phó. Cái điểm thứ tư cuối cùng là Mỹ sẽ cấm vận tàu để tìm cách ngăn đe tàu. Thì đó là cái mà mình có thể hình dung nếu mà chiến tranh xảy ra. Dạ vâng, thưa đúng là như vậy. Và thưa cũng có nhiều người hiểu và nói rằng là nếu mà chiến tranh xảy ra đó, thì với một cái lực lượng hải quân hùng hậu của Hoa Kỳ sẽ không có làm gì đâu. Hoa Kỳ sẽ, như anh nói đó, sẽ cung cấp tin tức tình báo và sẽ ở đó để coi. Là bởi vì Việt Nam cũng đã hiện đại hóa quân đội, hải quân cũng có. Chưa kể là Trung Quốc cũng hiện đại hóa, nhưng mà Trung Quốc dám đánh không? Trung Quốc có dám, nếu mà chiến tranh xảy ra, Trung Quốc dám làm cái gì không khi mà Nhật Bản, Australia, Ấn Độ nhảy vào? Chưa kể là các nước như là Thái Lan hay là Nam, gọi là Hàn Quốc đó, cũng nhảy vào nữa. Thì thành ra đó, kính thưa quý vị, như chúng tôi thấy là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục những cái chuyến tuần tra gọi là thường xuyên ở trên Biển Đông, hay là gọi là phone up, tức là những cái thực hiện những cái chuyến đi qua vô hại. Hoa Kỳ, Trung Quốc chỉ la làng vậy thôi chứ đâu dám làm gì. Thành ra chúng ta sẽ theo dõi tình hình và để thấy rằng là đừng tưởng rằng là Trung Quốc có thể nuốt chửng được Biển Đông như là họ tưởng. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Nói cái chuyện Biển Đông này thì mình sẽ thấy rằng là cuộc chiến sẽ còn xoay chuyển rất là nhiều. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thanh Trúc sẽ trở lại trong chương trình tới. We'll be right back after some short messages from our sponsors. Nhiều người vẫn gọi ghế massage của Luraco là medical massage chair
hoặc là ghế massage vật lý trị liệu. Bàn chân của chúng ta là trái tim thứ hai của con người. Cái vùng này liên quan đến phổi, vùng này liên quan đến tim, vùng này liên quan đến bao tử, vùng này liên quan đến thận. Khi mà cái lòng bàn chân được massage một cách nhuần nhuyễn á, thứ nhất là foot roller, thứ hai là kỹ thuật hơi, nó ép cái bàn chân của vị xuống, đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái để cho cái foot roller phía dưới nó tác động các cái huyệt thần kinh dưới lòng bàn chân. Cái điều thứ ba là sưởi ấm, và điều thứ tư là cặp cái bàn chân của vị kéo ra để cho nó giãn các cái khớp chân, thậm chí nó ảnh hưởng lên cái đầu gối cũng như là thắt lưng. Đó là cái điều mà chỉ có cái massage của công ty Luraco có được. Mà massage nó cứ khởi động hàng ngày, nó đánh vào các cái huyệt, nó mở các cái huyệt ra, thì tất nhiên là sức khỏe của quý vị sẽ được cải tiến. Do đó nó làm giảm acid trong bao tử cũng như là giảm vấn đề táo bón. Khi sử dụng ghế massage của công ty Luraco, ai cũng nói rằng bước ra cái ghế nó nhẹ nhàng làm sao.